Người hâm mộ Barcelona chắc chắn là vẫn đang lâng lâng trong niềm phấn khích tột độ khi chứng kiến đội nhà tạo nên chiến thắng đỉnh cao trước Bayern Munich. Sau biết bao lần ôm hận, thậm chí là phải nhận các thất bại tủi hổ mỗi lúc chạm trán hùm xám xứ Bavaria, bây giờ thì các culé cũng đã được tận hưởng cảm giác thỏa mãn đến hả hê nhờ vào chiến thắng đậm đà mà câu lạc bộ con cưng tạo ra. Ở đó, người ta sẽ nhắc tới những con người cũ từng thuộc biên chế của Bayern Munich, bây giờ đã giúp Barcelona rửa mối hận trước đại diện Bundesliga như là huấn luyện viên trưởng Hansi Flick hay Robert Lewandowski. Cả hai cái tên ấy đều góp công lớn vào thắng lợi khó tin mà gã khổng lồ xứ Catalan giành được. Tuy nhiên, nếu phải dành những mỹ từ đẹp nhất, những lời ngợi ca hay nhất thì chẳng ai xứng đáng hơn Rafinha. Dễ hiểu thôi, vì anh là tác giả của cú hat-trick đỉnh cao đem về chiến thắng bùng nổ cho các cổ động viên. Ba pha lập công được tiền vệ người Brazil thực hiện cũng như thay cho lời khẳng định về tầm quan trọng mà anh đang tạo nên ở màu áo câu lạc bộ. Từ chỗ từng phải đối diện với nguy cơ ra đi, thậm chí là bị cho ra rìa, giờ thì chàng trai ấy đang từng bước trở thành người hùng, thành nhân tố sáng giá bậc nhất nơi đội hình gã khổng lồ xứ Catalan. Chỉ vài tháng trước thôi, cái tên Rafinha đã liên tục được nhắc đến, giống hệt những gì diễn ra vào ngày hôm nay. Nhưng thay vì những lời tán dương cho cú hat-trick siêu đẳng, thời điểm ấy thì người ta nhớ tới cầu thủ Brazil là bởi thị trường chuyển nhượng hè 2024 đang mở cửa và Barcelona cần bán anh đi để mang về Nico Williams, giúp câu lạc bộ chủ sân Camp Nou tái hiện cặp cánh trong mơ với Nico Williams bên trái, Lamine Yamal bên phải, thứ từng giúp cho Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Thậm chí là từ trước khi có những thông tin về việc Barcelona đàm phán với cầu thủ thuộc biên chế Athletic Bilbao, có không ít cổ động viên của đội bóng này đã dành tình cảm lớn cho Nico Williams và coi Rafinha như là người thừa tại Camp Nou. Hình ảnh một khán giả giơ lên chiếc áo đấu với số 11 phía sau lưng, nhưng thay vì để tên cầu thủ xứ Samba lại là dòng chữ chào mừng ngôi sao người Tây Ban Nha, đủ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng. Đó thực sự là quãng thời gian tồi tệ với cá nhân Rafinha khi anh bị chính những khán giả nhà quay lưng. Thay vì là bao lời động viên để anh nỗ lực khẳng định mình, họ lại muốn anh rời khỏi câu lạc bộ để thay thế bằng cái tên đã nổi đình nổi đám sau danh hiệu lẫy lừng cùng với đội tuyển quốc gia tại sân chơi hàng đầu lục địa già vào mùa hè vừa qua. Ở thời điểm ấy, gần như là chẳng ai nhớ cựu tiền vệ của Leeds United đã phải nỗ lực tới nhường nào tại màu áo Barcelona. Là người có sở trường đá cánh phải, nhưng vì sự phát triển vượt bậc từ Lamine Yamal, Rafinha đã chấp nhận nhường lại vị trí ấy cho người đàn em, còn mình thì di chuyển sang cánh trái, vốn chưa bao giờ quen thuộc với bản thân anh. Song thay vì kêu ca hay là phàn nàn, anh nỗ lực hết mình để làm thật tốt trong vai trò đó. Vậy mà các khán giả vẫn muốn đưa Nico Williams về để thay thế cho cầu thủ này. Ngay cả khi thương vụ giữa tiền vệ người Tây Ban Nha cùng với Barcelona đổ vỡ trong mùa hè vừa qua, thì bao cổ động viên của gã khổng lồ xứ Catalan vẫn hy vọng sẽ sớm được sở hữu ngôi sao kia vào tháng 1 hoặc là mùa hè năm 2025. Tuy nhiên đó có thể chỉ là suy nghĩ trong những ngày đầu tiên của mùa giải mới, còn hiện tại thì dám cá rằng sẽ chẳng ai mong muốn Rafinha ra đi nữa, bởi những gì mà anh đã thể hiện, màn trình diễn mà anh đã mang tới đã thuyết phục hoàn toàn các khán giả yêu mến đội chủ sân Camp Nou. Bỏ ngoài tai bao lời gièm pha về tương lai, bỏ ngoài tai tất cả những dị nghị hay là áp lực của truyền thông lẫn người hâm mộ, ngôi sao mang quốc tịch của Brazil từng bước thể hiện bản thân bằng một phong độ thuyết phục trên sân cỏ. Không còn được chơi ở vị trí sở trường, chẳng sao cả, vì dưới bàn tay của Hansi Flick, Rafinha đã dần lột xác, thích ứng được với nhiều vai trò khác nhau. Anh đâu chỉ làm tốt khi thi đấu bên hành lang cánh trái, mà còn chơi cực kỳ ấn tượng mỗi lúc được kéo vào sắm vai trò hộ công. Con số 6 bàn thắng cùng với 8 đường kiến tạo sau 12 trận trên mọi đấu trường, tính tới trước thời điểm chạm trán Bayern Munich là thành tích quá đỗi thuyết phục được tiền vệ này tạo nên. Thế nhưng chính màn đối đầu với hùm xám xứ Bavaria mới là lúc đánh dấu Rafinha bước ra ánh sáng, mới là lúc thích hợp để ngôi sao này khẳng định đẳng cấp cùng với vai trò không thể thay thế nơi hàng tấn công của đội nhà. Ở trận cầu mà không ít người hâm mộ xứ Catalan âu lo về những nỗi ám ảnh nơi quá khứ do Bayern Munich gieo rắc, cựu tiền vệ của Leeds United đã có màn trình diễn để đời. Anh tả xung hữu đột trước hàng phòng ngự của đối phương, anh nhảy múa, mặc cho bao sức ép từ những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, và anh mang đến thật nhiều xúc cảm thăng hoa cho các khán giả nhà. Cú hat-trick đỉnh cao được Rafinha thực hiện đến từ khả năng di chuyển thông minh, kỹ năng dứt điểm đa dạng cùng với bản lĩnh phi thường. Có cảm giác rằng mỗi khi trái bóng ở trong chân của cầu thủ người Brazil, anh sẽ luôn mang đến sự đột biến và khác biệt cho đội nhà. Thay vì nỗi âu lo như là bao khán giả, Rafinha thoải mái chơi thứ bóng đá mà mình mong muốn, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy hiệu quả.
Và khi mà những cầu thủ Brazil đã biến màn so tài thành sân khấu cho riêng mình, thì đó là lúc đối thủ không có cửa để ngăn cản họ tỏa sáng. Barcelona thắng đậm 4-1 trong ngày mà Rafinha nhận điểm 10 trọn vẹn, không tì vết đến từ mọi cổ động viên và cả giới truyền thông. 9 năm rồi, giờ đội chủ sân Camp Nou mới lại biết đến cảm giác thắng trận trước Bayern Munich ở sân chơi châu lục. Và cũng từng ấy thời gian thì mới lại có cái tên đến từ Nam Mỹ, thuộc biên chế gã khổng lồ xứ Catalan, ghi đến 2 bàn vào lưới của Hùm Xám ngay trong hiệp 1. So với Lamine Yamal hay Robert Lewandowski, Rafinha rõ ràng là không được chú ý bằng trước khi màn đại chiến giữa đôi bên diễn ra. Nhưng rồi sau tất cả, anh đã chiếm mọi spotlight ở cuộc đấu kinh điển tại giải đấu hàng đầu lục địa già. 9 bàn thắng, 8 kiến tạo sau 13 trận, còn đòi hỏi gì được nữa từ một cầu thủ như thế? Có lẽ đến ngay cả những người khó tính nhất, vốn từng coi tiền vệ xứ Samba như người thừa tại câu lạc bộ, bây giờ cũng sẽ phải gật đầu và thừa nhận rằng mình đã sai vì xem nhẹ đẳng cấp từ cựu ngôi sao của Leeds United. Từ chỗ bị cho ra rìa, đối diện với nguy cơ lớn phải ra đi, Rafinha đã không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân, để giờ đây anh đang được hưởng trái ngọt trong màu áo của Barcelona. Dưới bàn tay của Hansi Flick, cầu thủ ấy không chỉ hay ở vai trò sở trường, mà ngay cả khi phải thi đấu tại những vị trí vốn chưa bao giờ là điều quen thuộc với bản thân, thì tiền vệ xứ Samba vẫn tỏa sáng rực rỡ để mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho mọi khán giả yêu mến Barcelona. Không quá khi nói rằng, gã khổng lồ xứ Catalan cũng đang sống dựa vào những hơi thở từ trang cầu thủ này. Đồng ý rằng Yamal hay là Lewandowski đều là các nhân tố quan trọng, song nếu thiếu bóng Rafinha, chẳng ai dám đảm bảo là đội bóng ấy có thể dẫn đầu La Liga và tạo nên các chiến thắng lẫy lừng như vừa có được ở sân chơi châu lục. Giờ thì sẽ chẳng một ai mong muốn cầu thủ người Brazil chia tay câu lạc bộ nữa, bởi họ biết rằng với tam tấu Rafinha, Lewandowski và Lamine Yamal, câu lạc bộ thân yêu không chỉ đòi lại thế thống trị tại Tây Ban Nha, mà còn có cơ hội để tiến xa, để khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá lục địa già. Chẳng được kỳ vọng nhiều như Yamal ở mỗi màn so tài, chẳng được yêu mến như Robert Lewandowski, nhưng Rafinha đã và đang dần chiếm trọn cảm tình nơi các khán giả bằng các màn trình diễn trên sân. Chính anh còn đang hơn Yamal về số lần góp công và các bàn thắng của đội nhà, thì đủ hiểu là phong độ của tiền vệ này ấn tượng ra sao, thuyết phục tới nhường nào. Trước mắt gã khổng lồ xứ Catalan chính là trận siêu kinh điển với Real Madrid, nơi cả hai đều khát khao đánh bại đối thủ để khẳng định cho vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vương giải đấu. Xa hơn nữa, Barcelona cần duy trì phong độ thăng hoa như đã thể hiện từ đầu mùa để chinh phục mọi danh hiệu cao quý mà mình tham dự. Trên hành trình còn đó không ít chông gai, đội bóng xứ Catalan không chỉ sở hữu Yamal, Lewandowski, Pedri hay là Gavi, mà trong tay của Hansi Flick luôn có một quân bài lợi hại mang tên Rafinha, sẵn sàng tỏa sáng bất cứ lúc nào, sẵn sàng tạo thêm nhiều màn trình diễn đỉnh cao hơn nữa, như cách mà anh đã làm để khiến cho Bayern Munich phải rời Tây Ban Nha trong nỗi buồn cùng với sự tủi hổ.